Thưa quý vị, vì riêng chúng ta đã bắt đầu vào mùa xuân, thì nhìn những cành mai vàng nổ rỡ, khoe sắc thắm, nó gợi cho chúng ta nhớ về những kỷ niệm êm đềm nơi quê nhà mỗi độ xuân về, nhớ đến những buổi hò hẹn trên đường hoa Nguyễn Huệ và ước mơ một ngày nào đó thanh bình trở về trên quê hương để người mẹ hiền yêu dấu của chúng ta có thể được nhìn lại những cội mai vàng trước ngõ khi xuân sang. Đó là ý nghĩa của bài thơ Xuân Tiến Sứ của nữ thi sĩ Hồng Thủy, đã được nhạc sĩ Nguyễn Anh Chi phổ thành ca khúc cùng tên. Như chúng tôi giới thiệu nãy là vùng chúng ta có rất nhiều văn thi sĩ là nữ, thì nữ thi sĩ Hồng Thủy ngoài viết thơ, chị còn viết văn và chị cũng đã xuất bản được một số tác phẩm tại vùng này. Chúng tôi muốn giới thiệu bài hát Xuân Tiến Sứ của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín, phổ thơ của thi sĩ Hồng Thủy với tiếng hát của ca sĩ Như Hương.